Onnet VB đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh thông tin Invest TV, cập nhật những thông tin mới nhất. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tin nhanh 5 phút hôm nay, ngày 21 tháng 8. Và tôi là Ngọc Trinh, MC ảo của Invest TV. Bên cạnh quyết định giãn cách Hà Nội theo chỉ thị 16 thêm 15 ngày, kéo dài tới 6 giờ ngày 6 tháng 9, tại cuộc họp thông tin về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, thành phố sẽ tổ chức khai giảng theo đúng tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9. Thành phố sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức lễ khai giảng trực tuyến và truyền hình trực tiếp đến toàn thể nhân dân, học sinh thủ đô. Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, Hiệp hội FDA với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 21 tháng 8, một số doanh nghiệp khối FDA nêu rõ lo ngại nếu thành phố tiếp tục giãn cách sau 15 tháng 9, dòng vốn FDA sẽ rời bỏ. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị có cơ chế tự trả phí dịch vụ để tổ chức tiêm chủng vaccine sau khi lao động được tiêm đầy đủ, mong muốn thành phố cho phép doanh nghiệp thí điểm 2 tại chỗ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp FDA cũng bày tỏ ý kiến xem xét ban hành hộ chiếu vaccine cho người lao động. Trước những chia sẻ này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tiếp thu các kiến nghị mà các doanh nghiệp và hiệp hội vừa nêu. Đây sẽ là những giải pháp chung tay ứng phó khó khăn và phục hồi sau đại dịch. Với nền tảng dân số trẻ và am hiểu công nghệ, cùng với sự phát triển mạnh của điện thoại thông minh và mạng 4G, Việt Nam luôn nằm trong nhóm thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Nhất là khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, vừa là thách thức vừa là cơ hội cho ngành logistics và công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Dự báo khối lượng đầu tư vào lĩnh vực hậu cần và công nghiệp khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ tăng từ 25 đến 30 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2019 đến 2020 lên 50-60 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023 đến 2025. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ logistics và vận hành thương mại điện tử nước ngoài cũng đang rất nỗ lực để không bỏ lỡ cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam. Là đơn vị có hệ thống 10 tòa nhà cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận được nhiều phản hồi giảm chi phí mùa dịch từ khách hàng. Bên cạnh giảm giá thuê mùa giãn cách, công ty VLO bắt đầu áp dụng gói thuê văn phòng đồng giá cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ từ giữa tháng 8. Đơn vị này mở gói văn phòng ảo dành cho cộng đồng startup khởi nghiệp có giá thuê 599.000 đồng một tháng. Với khách thuê phòng họp, có thể làm việc trong 3 giờ đồng hồ. Khung giá này rẻ hơn giá thuê trung bình toàn thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh hiện khoảng 35 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, tương đương 800.000 đồng, chưa bao gồm phí quản lý. Gần 50% các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, du lịch lựa chọn Phú Quốc là địa điểm phục hồi sớm nhất vào năm 2022. Trong khi đó, những địa phương cũng phụ thuộc nhiều vào nguồn khách quốc tế sẽ mở cửa chậm hơn. Các chuyên gia cũng dự báo phân khúc khách sạn 4 sao sẽ bắt nhịp hồi phục nhanh hơn so với phân khúc 5 sao, với gần 78% lượt bình chọn. Chính phủ Singapore thông báo từ ngày 8 tháng 9, người từ Đức và Brunei có thể nhập cảnh vào Singapore mà không phải cách ly hay bị kiểm soát hành trình với điều kiện họ đã tiêm đầy đủ vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, từ ngày 21 tháng 8, Singapore cũng sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế với công dân Singapore từ Hồng Kông và Macau và nới lỏng người nhập cảnh đến từ hai thành phố này từ ngày 26 tháng 8. Đây là động thái lớn đầu tiên nhằm nới lỏng các hạn chế phòng dịch mà Singapore đã áp dụng kể từ khi đại dịch bùng phát. Tờ Nikkei Asia đưa tin, kiểm soát biên giới và hạn chế du lịch được siết chặt đang ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch của Apple, Google, Amazon và các nhà cung ứng khác. Hơn nữa, do ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung và mong muốn giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung, Apple đã có kế hoạch di dời chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị trì hoãn bởi tác động của biến thể mới COVID-19 đến thương mại quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Onnet và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý Dữ liệu VB. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin nổi bật về kinh tế, tài chính bất động sản trong ngày. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị tổng chương trình này ngày mai.